Xin chào tất cả các anh chị em, mình là Hani, giảng viên chính tại Trung tâm Đào tạo Nối Mi Hani, Trung tâm Đào tạo Nối Mi uy tín nhất Sài Gòn. Và hôm nay đến hẹn lại lên, Hani sẽ nối một cái bộ mi classic dành cho những cái khách hàng mà họ yêu thích cái vẻ đẹp tự nhiên, nhưng mà họ muốn con mắt của họ phải gọi là to, tròn và dài, mắt bự lên mà vừa gọi là nổi bật á. Thì hôm nay Hani sẽ dùng cái kỹ thuật classic để nối cái kiểu đó. Cái ngành mi, cái nghề mi này nè, là một cái ngành mà nó mang cái tính gọi là tính sáng tạo rất là nhiều, nên chúng ta có thể thỏa sức mình sáng tạo, làm cho mắt của khách to và đẹp hơn, mang lại cái cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, không cợm, không đau, không ngứa, thì một bộ mi đó sẽ thành công. Và bên cạnh đó, các anh chị em mình hãy nhớ bấm subscribe cái kênh này cho Hani nha, và hãy nhấn vào cái chuông kế bên cái subscribe để làm chi sau này có những cái video mới. Thường thì dạo trước Tết thì Hani sẽ làm cách ngày, tức là hôm nay làm, ngày mai nghỉ, ngày mốt làm cái video để post lên. Nhưng mà dạo gần đây thì Hani còn có một ít thời gian để mà mình chăm sóc cho mẹ của mình bị bệnh đó, nên mình sẽ làm hai cái video trong một tuần. Các anh chị em mình thông cảm cho Hani tí xíu nha. Khi nào mà mẹ của Hani hết bệnh rồi á, thì Hani sẽ gọi là dành cái thời gian toàn tâm toàn ý làm cái video cho thật là nhiều, để Hani rất là mong muốn mình phát triển cái ngành mi này hơn. Và bên cạnh đó thì các anh chị em mình có một cái nghề thật là hoàn thiện, khi mình làm cho khách mình không có cái gì mà gọi là suy nghĩ hay là lo lắng hay là cái gì đó. Thì Hani sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong khoảng từ 7 tới 10 năm sẽ giúp ích cho các anh chị em rất là nhiều. Và tiết lộ với các anh chị em là mấy ngày hôm nay mình đọc được rất là nhiều cái video gọi là những cái lời nhận xét của các anh chị em thương yêu, hay là trân trọng những cái video mà Hani làm ra. Hani cảm thấy rất là cảm kích cũng như là rất là vui về cái điều đó, và cảm ơn các anh chị em mình đã gửi những cái lời nhận xét tích cực như vậy, để bản thân Hani mình nhận ra rằng là cái công việc của mình, nói thiệt á, là ban đầu mình làm những cái video trên YouTube như vậy thì mình cũng chẳng có cái ý nghĩ là giúp người này người kia người nọ. Mình chỉ gọi là mình chia sẻ thôi, mình chia sẻ thôi, để ai rủi ai nghe được thì nghe thôi, chứ mình không ngờ là mình nhận được nhiều cái sự quan tâm như vậy. Và khi mà Hani nhận được nhiều cái góp ý rất là tích cực như vậy thì Hani rất là vui, bản thân mình rất là vui và mình rất là cảm kích. Tại vì những cái thời gian mình bỏ ra, những cái công sức mình bỏ ra, những cái kinh nghiệm mà mình cho đi, mình thấy có người nhận lại và có người phản hồi được cái điều đó, nên Hani cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn các anh chị em khi mà mình đã dành thời gian mình comment, mình like hoặc là mình share cái video của Hani. Và hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho các anh chị em rất là nhiều trong cái việc mà mình tạo dáng cái khuôn mắt nha các anh chị em. Và nếu như mà có cái comment nào đó hay là một cái câu hỏi nào đó thì đừng ngại comment phía dưới, Hani sẽ giúp các anh chị em. Ok, mình coi nha. Quên nữa là cái Zalo mà 0909051095 hiện tại là nó khá là đầy rồi, nên nếu như mà các anh chị em mình muốn kết bạn hoặc là mình muốn trao đổi những cái kiến thức với Hani thì hãy add cái Facebook này nha. Hani sẽ chèn cái Facebook này vô. Hôm nay Hani sẽ làm cái kiểu mi classic theo cái dáng để làm cho mắt vừa to mà vừa tròn và vừa dài nữa nha các anh chị em. Cái dáng này nó sẽ rất là phù hợp với những chị nào mà mình muốn mắt của mình vừa tròn vừa dài, với lại là làm cho mắt nó to rõ ràng hơn. Nè, kiểu này nó sẽ phù hợp với những cái khuôn mắt 2 mí, còn mắt 1 mí thì khi nối nó sẽ hơi hạn chế tại vì nó sẽ không được đẹp. Những cái sản phẩm mà Hani cần ngày hôm nay đó là mình nối classic nên mình sẽ cần một cái set nhíp, đó là cái nhíp Daisy ha. Cái này là cái nhíp tách và một cái gương soi mi trong một cái box 500 của mình đây. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo mà mình cần đó là cái miếng gel pad. Thì Hani cũng bắt đầu làm theo từng cái thao tác luôn nha. Mình sẽ xếp cái gel pad này ra. Thường thì Hani thường làm bên phải, tại vì ở đây là cái góc mà mình đặt cái máy quay dễ nhất. Còn mình cũng muốn làm bên trái lắm, nhưng mà khi mình làm thì cái tay của mình nó sẽ bị che. Bắt đầu chúng ta sẽ dán gel pad nha. Khi dán gel pad các anh chị em mình chú ý mình đừng có dán sát cái hốc mắt quá. Nhiều chị em mình dán sát hốc mắt quá nó sẽ hơi cạ nhẹ vào
cái tròng mắt của khách làm cho mắt của khách đỏ mấy ngày liền. Sẽ có những khách họ còn tưởng đó là bị dị ứng, họ rất là hoang mang. Mình sẽ chồng mấy băng keo lên. Sau đó chúng ta sẽ dùng tăm bông để mà mình dùng cái sản phẩm gọi là hai cái chai mà tăng kết dính với lại là bổ sung cái dưỡng chất cho lông mi để mà mình làm sạch nha các chị. Cái chai này sẽ là cái chai protein mình sẽ làm trước, cái chai này sẽ là chai primer mình sẽ bôi sau, và sau khi mà mình bôi hết hai cái chai này thì mình sẽ bắt đầu nối vào mắt của khách luôn. Dạ, đầu tiên Honey sẽ xài cái chai màu trắng, mình sẽ xịt ra tăm bông cho nó ướt tăm bông. Sau đó mình bôi lên mắt của khách. Các anh chị em mình mong muốn là mình nối mi cho khách mà khách hàng họ cứ có mi hoài để họ nối, hay là chúng ta mong muốn là nối một bộ mi khoảng nối khách chơi khoảng chừng 1 năm rồi sau đó khách phải nghỉ 3 4 tháng để mà họ dưỡng. Thường cái giai đoạn nghỉ đó khách hàng họ có rất là nhiều cảm xúc, họ có thể suy nghĩ lại coi là mình có nên nối tiếp hay không, hay là bây giờ xấu thì cũng đã xấu rồi đâu cần nối lại đâu. Nên khi chúng ta làm mình phải luôn luôn giữ cho cái tinh thần của khách là họ luôn luôn muốn nối, nối hoài và họ luôn luôn còn cái lông mi để nối. Bắt đầu mình bôi tiếp cái chai primer. Sẽ có rất là nhiều loại primer nó có tính axit ở trong đó, nó sẽ không phù hợp để bôi lên mắt. Nên khi các chị bôi primer mình phải nhớ coi là cái độ pH của primer đó nó sẽ như thế nào nha. Những cái sản phẩm mà Honey bôi lên mắt, Honey thường chọn cái độ pH nó rất là trung tính. Nó sẽ làm cân bằng cái lông mi đồng thời nó tăng cái độ bền cho mình hơn rất là nhiều. Vừa sạch nhờn, vừa sạch gầu, vừa sạch các kiểu mà nó vừa gọi là an toàn cho mắt nè. Khi bôi lên nó sẽ có cảm giác mát mát rất là dễ chịu. Bắt đầu mình sẽ dán cái mí lên một tí xíu nè. Mọi người mình thấy lông mi của cô này có khỏe không ạ? À? Nhìn lên hình là rất là khỏe luôn đúng không ạ? À? Mấy ngày hôm nay công việc của anh chị em đầu năm như thế nào? Có nhiều cái bận rộn không? Không biết các chị có bận rộn không chứ mình thì mình cũng bận chút đỉnh. Khi mà chúng ta bôi xong những cái sản phẩm đó cho khách rồi thì mình phải lấy cái chải, mình chải lại để cho lông mi nó được khô và nó được vào nếp. Lúc này mình mới biết được là mình nên nối cái dáng gì cho mắt của khách, cũng như là mình nhận xét coi mắt của khách là cái lông mi khỏe hay yếu hay là trung bình để mà mình nói cho khách hiểu. Bắt đầu Honey sẽ tạo dáng nè. Phần này mình sẽ làm số 13. Phần này mình sẽ làm số 12. Phần này sẽ làm số 11. Mình sẽ làm số 10. Số 9. Honey vẽ vậy thì các anh chị em mình sẽ rất là dễ theo kịp đúng không ạ? À? Có nhiều học viên của Honey hỏi là ấy chị ơi, khi mà chị làm cho khách á, chị có vẽ gì không? Honey trả lời có chứ. À, tại vì vẽ như vậy đỡ mất công phải nhớ, chứ mất công mình cứ lấy cộng 13 cái ồ bên này 13 ngang đâu ta, ngang đâu ta, rồi 12 ngang đâu ta. Bên đây tự nhiên cái 13 như đây bên bên mắt trái thì 13 lại nhiều hơn thì nó sẽ làm cái dáng mi của mình nó không có được tròn trịa. Nên cái cách dễ nhất là các anh chị em mình cứ vẽ vô hết đi. Mình vẽ vô hết đi thì mình đỡ phải nhớ mệt cái đầu. Và khi mình làm như vậy mình cũng làm nhanh nữa. Đó, mình sẽ chia hết số 13 phần này. Mình sẽ chia nhỏ xuống số 12. Đó. Rồi, cái lông mi mà hôm nay Honey làm sẽ là lông mi 0.12. Mình sẽ dùng 0.12 đây. Mình sẽ sử dụng 0.12 đây. 9 đây đây đây. 9 10 11 12 và 13. Đi từ trên xuống đi ha.
9 nè, 10 nè, 11, 12 và 13. Độ cong D 0.12. 0.12 là một cái độ cong mà khi khách hàng của anh chị muốn là lông mi của họ nối một sợi mà họ không sợ họ không muốn là lông mi của họ quá nặng, hoặc là họ muốn cái mức độ tự nhiên á, thì anh chị em mình có thể dùng cái lông mi 0.12 này rất là ok. Và cái dòng này là một cái dòng đen đen mà Honey cũng đang xài cho mắt của khách luôn, nên khi mà mình dùng thì mình rất là an tâm. Những cái sản phẩm này đều được kiểm tra kỹ trước khi mà mình tung ra thị trường. Mình sẽ lấy một số một like nha. Số này là số 9. Số 10, 13 nè. Mình sẽ dán lên đây. Sẽ có hai cách để cho các anh chị em mình đặt cái lông mi. Một là chúng ta sẽ dàn hết trên trái của khách, hai là chúng ta sẽ đặt bên hông, là bên hông tai bên phải, bên cái tánh tay thuận của mình. Nếu chị em nào mình thuận bên phải thì mình đặt bên phải, nếu như anh chị em nào mình thuận bên trái thì mình đặt bên trái. Nhưng mà hai cách đó nó cũng tùy theo cái sự lịch sự thôi các anh chị. Tại vì sẽ có nhiều khách hàng đó, họ đâu có muốn dán cái gì tùm lum trên đầu người ta đâu, cái trán người ta đâu phải để là cái chỗ để dán. Thành ra là họ rất là kỹ ở cái phần đó. Nên tốt nhất là nếu như mà gặp những khách hàng khó tánh như vậy thì chúng ta nên đặt ở bên hông để thể hiện cái sự lịch sự. Hoặc là nếu như mà các anh chị là em mình đang coi video mà cái tiệm của mình lịch sự và mình còn gọi là rất là sang đó, thì chúng ta càng phải lưu ý những cái vấn đề đó. Còn nếu như mà những khách hàng dễ tính thì mình đặt trên trán cho nó dễ lấy. Tiếp đến số 10. Số 9. Bắt đầu khi mà chúng ta làm thì điều quan trọng nhất là các anh chị em mình phải làm cho cái lông mi của mình nó thật là chắc chắn. Chứ nếu không mà mỗi lần nhấc lên cái cà giật cà chuột gì á, cực lắm. Tôi dán xuống cho nó chắc chắn và đánh số ha. Cái này là số 13, 12, 11, 10, 9. Rồi. Dòng keo mà hôm nay Honey sử dụng, Honey sẽ dùng cái dòng King Glue. Hiện tại thì cái dòng Double Fast mình đang hết rồi. Mình đang đợi hải quan nó xét duyệt mà lâu quá, từ Tết tới giờ chưa có xét duyệt xong, nên mình cũng đang đợi, mình rất là nôn nóng luôn. Cái dòng hiện tại mình đang xài là cái dòng King Glue nha các anh chị em. Dòng này thì độ khô của nó sẽ là 2 giây, độ bền của nó sẽ là từ 4 cho tới 6 tuần. Và các anh chị em mình nhớ là đây là một cái dòng dành cho người mới học, độ bền của nó cũng rất là tốt, nhận được nhiều phản hồi tốt. Nhưng mà nếu như mà các anh chị em mình xài lâu năm rồi, tay nghề của mình cao rồi, thì mình hãy nghĩ tới việc mình đổi một cái dòng keo khác. Hoặc là những anh chị em mà mình mới học á, mình mới là cái con số 0, mình chưa có biết về cái nghề lần nào á, thì khuyên các anh chị em mới vô học, mình xài cái keo nhanh luôn đi. Tại vì sao? Giống như trang giấy trắng vậy đó, mình ban đầu mình tập nhanh thì mình sẽ có cái phản xạ, mình làm rất là nhanh. Còn nếu như mà ban đầu các anh chị em mình xài những dòng keo khô chậm này nè, thì mình rất là khó để thay đổi. Thành ra là cách tốt nhất cho những anh chị em là mình phải chọn keo phù hợp với tay nghề của mình. Và nhớ là người mới phải ưu tiên làm cái gì khó một chút, để làm chi? Cho nó mau giỏi, mai mốt lỡ nhờ mình xuống đô một tí xíu mình vẫn được ha. Về keo thì chúng ta cũng sẽ có hai chỗ để keo. Một là mình sẽ để thẳng trên trán của khách, hai là chúng ta sẽ để bên hông. Nhưng mà Honey dán hết trên trán rồi nên Honey sẽ chọn cái phương thức là mình sẽ để keo bên hông. Lắc keo trước khi sử dụng. Những ngày qua thực sự mà nói là
Honey bạn nhận được rất là nhiều cái lời cảm ơn của các anh chị em, khiến mình cảm thấy rất là vui, và mình cảm thấy cái công việc của mình nó đang rất là, gọi là rất là có cái sự phản hồi tốt từ các anh chị em. Mình ít ra là mình cũng tự hào cái là mình nói người ta dễ hiểu chứ không có bị khó hiểu. Rồi, bắt đầu mình sẽ lấy từ từ nè. Mình sẽ nối kỹ thuật một sợi ha. Những cái cọng đầu mình thường mình bỏ đi. Mình sẽ lấy kỹ thuật một sợi. Rồi mình sẽ tách cái lông mi. Một người thợ nối mi gọi là họ sẽ mừng nhất khi mà họ tìm ra một cái dòng keo phù hợp. Tại vì trên thị trường hiện nay nó có rất là nhiều cái dòng keo đó anh chị. Thì mình vui nhất là mình tìm ra được những cái dòng keo phù hợp. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình tìm những cái dòng keo phù hợp, mình rất là tự tin với cái tay nghề của mình. Cũng vậy, sẽ có những cái khách hàng họ xài keo không có quen á. Nói sao ta? Có nghĩa là họ xài quen một cái dòng keo khô chậm, mà bây giờ họ muốn chuyển qua một cái dòng keo khô nhanh, thì họ làm trên khách thì Honey bảo đảm rằng á là họ sẽ bị mất khoảng chừng 10 cho tới 15 khách. Tại vì sao? Tại vì cái tốc độ giữa keo khô nhanh và keo khô chậm nó khác nhau rất là nhiều các anh chị. Nó khác nhau rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta làm khô chậm á, bản thân cái tay của mình đã chậm rồi. Tới hồi mình làm khô nhanh một cái tay mình nó đâu có nhanh liền được. Nó phải có thời gian luyện tập chứ. Thành ra là khi mà mình làm khô nhanh một cái thì mình sẽ bị hỏng. Mình sẽ bị hỏng đó các anh chị. Thì khi mà mình làm á, mình lấy keo nó sẽ không chính xác. Ví dụ như Honey lấy một lý ví dụ dễ hiểu đi ha. Mình làm keo khô chậm, mình lấy keo khoảng chừng 1 gram đi ha, mình ví dụ đi ha, lấy keo khô chậm khoảng chừng 1 gram đi. Nhưng mà khi các anh chị mình lấy keo khô nhanh mà với cái tay nghề như vậy, thì nếu như mình lấy keo 1 gram á, mình sẽ không bao giờ giữ được cái độ bền tốt. Tại vì sao? Đưa chậm tay, khi mà chúng ta đưa chậm tay như vậy thì cái độ bền của nó sẽ không có cao, tại vì keo này nó khô nhanh mà. Nó khô nhanh nên nếu như mà chúng ta vẫn chưa quen, mình mới đổi cái dòng keo á, thì chúng ta có một cái bí quyết là các anh chị mình phải lấy keo nhiều hơn. Và hãy nhớ là mình coi cái độ ẩm của phòng mình như thế nào nha. Có một cái video Honey đã làm về cái cách để mà chúng ta chọn keo sao cho bền và sao cho không cay hay là tiết kiệm đó, thì các anh chị mình phải bắt buộc mình phải coi cái video đó để mà mình chọn ra những cái dòng keo cho nó phù hợp. Những cái người lâu năm rồi thì không có nên cứ giữ hoài một cái chai keo khô chậm, tại vì các anh chị mình sẽ rất là khó lên tay. Ngược lại, những cái anh chị mà mình làm lâu năm rồi á, thì mình lại những anh chị mà mình mới á, thì mình lại nên chọn những cái dòng keo khô chậm lại một chút. Khi mà các chị mình tự học tại nhà thì hãy nhớ là chọn những chai keo khô chậm thôi nha. Còn nếu như mà học viên của Honey mà một trang giấy trắng mà tới học với Honey thì Honey lại cho sử dụng cái chai keo khô nhanh. Vì khi ở nhà các anh chị mình không có ai hướng dẫn á, mình làm khô nhanh mình sẽ bị hụt hẫng, mình sẽ nản. Nó rất là tốn nhiều cái chi phí, như là chi phí đồ nghề, chi phí này, chi phí nọ, uổng công ấp ủ bao nhiêu lâu nay tự nhiên đụng vô cái nản buồn lắm chứ bộ. Khi mà chúng ta làm trên một bộ mi, mình cứ vậy từ từ mình làm thôi, không nôn nóng gì hết. Kể cho các anh chị em mình nghe khoảng thời gian đầu Honey làm nghề mi nè, cách đây cũng 7 tới 10 năm. Mình nhìn cọng mi là mình nhập tâm luôn á. Nhắm mắt là thấy cọng mi, ngủ cũng thấy cọng lông mi, nằm mơ cũng thấy cọng lông mi. Nói chung là cứ trong đầu mình cứ có cọng lông mi, mà nó chỉ có một cái tư thế thôi. Đó là cái tư thế mà lúc cọng lông mi chuẩn bị dính á. Đó là lúc nào mình cũng thấy cái tư thế đó hết. Mà chắc nhờ vậy nên
mình làm một bộ mi nó rất là nhanh. Một bộ mi classic thì Honey làm mất khoảng chừng 15 phút, kể cả lông mi nhiều luôn nha, maximum là nửa tiếng để cho khách hàng họ sửa soạn này nọ vân vân vân, maximum là nửa tiếng. Còn một cái bộ mi volume Honey làm maximum là 45 phút. Và sở trường của mình là làm một bộ lông mi volume dày. Theo các anh chị em, mình có một cái câu đố cho các anh chị em là làm một bộ mi dày, một bộ mi siêu dày, một bộ mi tự nhiên và một bộ mi mỏng. Thì theo cái quan điểm của các anh chị em, bộ mi nào sẽ khó nhất? Theo các anh chị em thì bộ mi nào sẽ khó nhất? Các anh chị em mình nhớ comment ở bên dưới nha, để Honey biết, để Honey coi là cái kiến thức của các anh chị em mình tương tác nó như thế nào, để Honey biết những cái video khác Honey làm cho nó phù hợp. Theo các anh chị em thì làm một bộ mi tự nhiên hay là một bộ mi dày hay là một bộ mi dày trung bình, thì trong ba cái đó cái nào dễ nhất, cái nào khó nhất? Khi mà chúng ta làm thì mình phải có một cái gương để mình soi lại đây. Các anh chị em mình nhìn vô trong gương mình sẽ dễ thấy nè. Dễ thấy là nãy giờ là Honey nối vậy rồi đó. Đó, bắt đầu ở tầng trước chưa nối nên không có. Còn ở đây nối thì khó rồi. Cái nghề làm mi này nó cũng có nhiều thăng trầm lắm nha. Sẽ có những khách hàng lông mi họ nhiều thì không nói, lông mi gì mà có vài cọng mà tới đòi làm cho thiệt là dậy vô. Thì các anh chị em ai mà mình đã gặp những cái trường hợp đó rồi, chia sẻ cho Honey biết cái cách giải quyết của anh chị em như thế nào với. Hoặc là những cái người mà lông mi nối 5 năm 10 năm mà toàn nối những cái chỗ mà làm hư lông mi của người ta đó, thì khi mà họ đi nối tại tiệm của mình, lông mi của họ đâu có được đẹp đẽ nữa, bị sức mẻ rồi, mà họ muốn làm một bộ thật là điều, thật là gọi là thật là trọn vẹn, giống như chưa hề có cuộc chia ly gì đó, thì các anh chị em mình sẽ làm như thế nào? Cho Honey biết cái cách giải quyết của các anh chị em. Hoặc là những cái khách hàng mà mắt của họ thì một đường, mà họ đem một cái hình diễn viên người mẫu tới, họ nói: "Ê chị ơi, làm giùm tôi cái bộ mi giống như ca sĩ như hoa hậu Mai Phương Thúy vậy, giùm tôi đi." Rồi các anh chị em mình sẽ giải quyết làm sao? Những cái như vậy có chứ không phải không có đâu nha. Ai mà xui xui là gặp như cơm bữa luôn nha. Giống như vừa rồi á, là con bé nhân viên kể là trong cái khi mà bé nó tư vấn cho mấy chị em ở trên Zalo đó, thì có cái bé kia mới hỏi là nó dùng, bé đó nó dùng 007 để mà nối cho khách, thì nó làm khoảng chừng 4 năm đi. Thì khách nói: "Em ơi, sao mỏng quá vậy? Bây giờ em có cái cọng nào mà dày hơn, mà vẫn gọi là đậm hơn cho chị không? Tức là cọng dày hơn mà vẫn đảm bảo cái độ mịn cho chị không?" Thì con bé đó nó mới nhắn cho bé sale, bé nhân viên, hỏi là: "Chị ơi, vậy chị có cái lông mi nào mà nó dày mà nó mịn không?" Thì bé nhân viên nó mới hỏi mình mới nói là: "Trời ơi, lông mi mà càng dày thì nó phải càng cứng chứ đâu phải là mịn đâu.
lông mi mà càng mỏng thì nó mới càng càng mịn chứ. Nhưng mà khách ở đó thì nó cứ đinh ninh là như vậy đó. Thì nếu như mà các anh chị em mình gặp trường hợp đó, mình sẽ xử lý như thế nào? Những trường hợp như vậy không hiếm nha, không có phải hiếm nha. Trường hợp như vậy ai mà xui xui là gặp như cơm bữa luôn á. Ngày xưa lúc bà đi mới vào nghề cũng vậy, những cái trường hợp đó mình gặp hoài à. Những cái trường hợp éo le như vậy chúng ta có rất là nhiều cái cách giải quyết. Nhưng mà cái cách giải quyết nào để khách họ không bị tự ái là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ nghe, họ thông cảm, họ hiểu là mình muốn giúp họ và họ biết là mình có tấm lòng tốt là cái gì đúng. Còn nếu như mà mình nói, mình giải quyết nhưng mà họ cảm thấy tự ái, hoặc là con này làm gì thì tôi trả tiền chứ đâu phải là tôi xin đâu, làm gì thế ghê vậy, thì đảm bảo là những cái khách đó họ sẽ không quay lại đó. Nên sẽ có rất là nhiều cách giải quyết mà chúng ta nên giải quyết sao cho nó thật là khéo léo. Mình cứ rải đều cho nó tới hồi nó hết cái bộ mi thì thôi. Mình cứ rải tiếp cho tới hồi hết bộ mi thì thôi. Sẽ lấy cái gương mình soi nè. Đây. Đây anh đi lấy cái gương lớn lớn nha. Đây các anh chị em mình hướng vô trong cái gương này á, mình coi. Đó, thì trong cái gương nó sẽ phản chiếu hết tất tần tật những cái mà anh đi vừa nói. Để cho mình biết là cái vòm mắt nó như thế nào, có thiếu chỗ nào hay không. Thì mình kiểm tra. Mình không có cái gương nhỏ thì mình lấy cái gương lớn, hoặc là nếu như mình có cái gương nhỏ thì càng tốt. Một thợ nối mi khi mà mình muốn làm nhanh Thì mình phải biết được là mình chậm ở chỗ nào. Nếu như chị em nào mình đang làm chậm á, thì các chị hãy nghiệm lại bản thân coi các chị làm chậm ở chỗ nào. Chậm ở khâu bắt fan, ngồi bắt nhiều vô. Chậm ở khâu tách mi, làm mẫu nhiều vô. Chậm ở khâu lề mề, thì đồ gọn chút xíu, đừng có bay quá. Chậm ở khâu tháo thì phải cố gắng tháo nhanh lên. Không có khách nào mà họ thông cảm cho cái việc mà mình làm lâu hết trơn á. Thông cảm từ 1 tiếng tới 1 tiếng 15 phút thì họ còn thông cảm được. Chứ mà nằm tới 2 tiếng người ta nôn lắm chứ bộ. Nếu là mình cũng nôn nữa. Mà khi nằm lâu quá đó, người ta sẽ quải. Lần sau người ta thấy mặc dù chỗ này nối đẹp nhưng mà nằm lâu quá, nằm mệt muốn chết luôn, là họ sẽ suy nghĩ lại. Còn khi mà chúng ta làm nhanh đó, họ rất là thoải mái, họ tới họ làm, họ sẽ không có sợ này sợ kia sợ nọ.
Honey cũng rất là cảm ơn các anh chị em rất là nhiều khi mà mình dành những cái tình cảm cũng như là những cái sự phản hồi tốt cho Honey, để mà Honey biết và có nhiều động lực hơn để làm những cái video mới cho các anh chị em mình coi. Bản thân của mình đọc được nhiều comment lắm chứ bộ, chứ đâu phải mình không có đọc, Honey đọc nhiều lắm đó. Nhất là comment nào mà góp ý chê mình á, mình ghi á, mình ghi má. Các anh chị em mình nhớ là Honey có hai cái video hướng dẫn nối mi trong hốc mắt nha, và còn thêm một phần ba nữa, để khi nào một ngày đẹp trời đi, Honey sẽ làm cho các anh chị coi. Và Honey sẽ có thêm một cái video chọn nhíp để giúp các anh chị mình tậu được những cái cây nhíp mà gọi là nhíp chiến luôn á, không có tốn nhiều thời gian mà không có sắm đi sắm lại lắm nhá, xài sắm là xài luôn, xài cho tới luôn, xài cho bào mòn luôn. Và có một ngày nào đó mình có thời gian, Honey sẽ hướng dẫn cho các anh chị em nối mi không keo. Mình có bao giờ tự hỏi nối mi không keo thì lấy gì dính không các anh chị? Có, đó là một câu hỏi rất là hay đó, chủ đề đó rất là hay đó. Honey sẽ chia sẻ nối mi không keo. Rồi, tiếp tục nè, mình sẽ fill vô một chút cho nó xong nha. Xong rồi thì Honey sẽ làm qua bên kia, rồi sau đó mình mở cái mình sẽ quay cái tác phẩm cho các anh chị em mình coi nha. Các anh chị em mình thuận tay phải thì bên phải sẽ là bên thuận của anh chị em đúng không ạ? Nhưng mà đối với Honey, Honey thuận tay phải nhưng mà bên thuận của mình là bên trái. Khi mà mình làm lông mi vậy nè thì mình phải biết được bên nào là bên thuận của mình, cũng như bên nào là bên mà mình có lợi thế. Những cái bên mà mình có lợi thế mình làm trước đi, làm trước cho nó lẹ, tại vì mình có lợi thế mà, mình làm cho nó lẹ. Còn cái bên mà mình làm không có lợi thế mình để dành mình làm sao đi. Chứ mới đầu vô mà mình rỉ cái bên mình không có lợi thế mình làm, cái tới hồi mình mệt thì là mệt. Mình làm cái bên có lợi thế nó cũng vậy. Nước mắt tuôn rơi rồi đó.
mình sẽ lấy cái gương mình kiểm tra lại. Điều này cũng khá là đẹp đó. Rồi, Hani vừa làm xong một cái bộ lông mi rồi đây. Một cái bộ lông mi classic dành cho những khách hàng mắt muốn vừa to và vừa dài, nối lên nó sẽ rất là đẹp. Đây, bây giờ mình sẽ có những cái thao tác để mình tháo ra nha. Mình có những cái thao tác để mình mở ra cho mắt của khách nha. Mình sẽ kiểm tra coi phần dưới nó có dính đâu không nha. Rồi mình sẽ nhẹ nhàng mình tháo cái miếng gel pad này ra. Có cái nano nhưng mà chắc mình quên đem rồi, để mình quạt đi. Cái máy nano là cái máy mà phun hơi nước á, nó sẽ giúp làm cho mắt của khách dịu sau khi nối, không có bị rát do hơi keo nhiều. Mà nếu mình không có thì mình sẽ cho khách hàng nhắm một chút xíu, mình hạ nhỏ ánh đèn luôn, mình cho nhắm tí xíu nha. Đây là cái tác phẩm mà Hani vừa làm xong nè các anh chị em. Đây, cái khuôn mắt ở bên đây là nối classic, mắt của khách sẽ có cảm giác là vừa to mà vừa tròn lên rất là nhiều, vừa dài lên rất là nhiều, làm cho sẽ có những cái khách hàng họ thích cả hai, họ không có thiên về tròn, họ cũng không có thiên về dài, họ sẽ thích gọi là vừa dài mà vừa tròn. Nên mình sẽ làm cái kiểu này, nhưng mình nhìn lên chút xíu này nè, đó, mắt của khách sẽ vừa tròn và vừa dài ha, làm cho mắt của khách to hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Qua đây một cái kiểu khác, mình có thể nhìn những cái góc như vậy nè, để cho mắt của khách mình dễ mình thấy. Cũng vậy, khi các anh chị em mình chụp hình đó, thì để có một dịp nào đó Hani làm cái video hướng dẫn cái cách chụp hình nhìn sao để cho mắt của khách đẹp hơn nha. Đây, tổng thể hai con mắt.
Vừa rồi Hani vừa làm xong một cái video gọi là nối mi classic dành cho những cái khách hàng mà mắt của họ họ mong muốn một kết quả một bộ mi vừa to vừa tròn và vừa dài. Đây cũng là một trong những cái mẹo cho các anh chị em, gọi là một cái mẹo rất là an toàn khi mà chúng ta làm cho khách. Sẽ có những cái khách hàng họ chẳng biết họ thích cái gì trơn á, họ nói em ơi nối giùm chị cái bộ mi gì mà chị chẳng biết chị mắt của chị hợp cái gì, thì anh chị em mình có thể làm cái dáng này nha. Làm những cái dáng an toàn hay hoặc là bỏ túi những cái dáng an toàn như vậy thì sẽ giúp các anh chị em mình làm cái bộ mi mình chiều tất cả những khách hàng khó tính mà mình vẫn được lòng khách hàng rất là nhiều. Và hy vọng là các anh chị em mình thích cái video này, hãy bấm subscribe cho Hani. Và bên cạnh đó thì hãy bấm cái chuông kế bên cạnh cái nút subscribe để những cái video đầu tiên của Hani, các anh chị em sẽ là những người coi đầu tiên, like đầu tiên, comment đầu tiên và share cho tất cả bạn bè của anh chị em biết rằng là cái cô này nè chia sẻ những cái kinh nghiệm của cổ rất là hữu ích đối với họ. Và hy vọng là các anh chị em mình sẽ chia sẻ cho Hani hoặc là đặt câu hỏi cho Hani vào ở cái comment để Hani biết và giúp các anh chị em nhiều nha. Chúc anh chị em một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye bye. À, nhờ Hani sẽ chèn cái Facebook của Hani vào để cho anh chị em mình biết nha.